Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vùng bất khả xâm phạm ở Nga đang bị Ukraine đe dọa. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ ước tính rằng việc Washington cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ đã ngay lập tức làm giảm 16% diện tích không gian an toàn của Moscow. Các nhà phân tích tại ISW nhận định rằng những thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công một số mục tiêu quân sự gần biên giới đã làm giảm khoảng 16% diện tích không gian an toàn của Nga. Báo cáo của ISW nêu rõ, chính sách của Mỹ vẫn giữ nguyên việc tránh tấn công vào phần lãnh thổ sâu trong Nga, đồng thời tiếp tục cấm Kiev sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga. Theo các nhà phân tích, việc Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công một số mục tiêu gần biên giới hai nước đã làm giảm 16% diện tích lãnh thổ, được xem là bất khả xâm phạm của Nga. Với chính sách này, chính quyền Tổng thống Biden vẫn đảm bảo rằng Moscow giữ lại ít nhất 84% không gian an toàn. ISW cho biết lực lượng Kiev có thể tấn công tất cả mục tiêu trong phạm vi của hệ thống pháo tên lửa phóng loạt MLRS tại các khu vực Belgorod, Kursk và Bryansk của Nga. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine không thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì Mỹ chỉ cho phép họ sử dụng MLRS để tấn công khu vực biên giới giáp với Kharkiv. Theo đó, quân đội Ukraine có thể tấn công các mục tiêu ngay dọc biên giới, nhưng không thể tấn công sâu hơn vào các khu vực khác thuộc vùng Kursk và Bryansk. Dù những nơi này cũng nằm trong tầm bắn của MLRS, các quan chức Mỹ cũng chỉ ra rằng lực lượng Ukraine có thể bị hạn chế, không được tấn công các mục tiêu quân sự Nga nếu những mục tiêu này không trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công ở Ukraine. Do đó, ISW cho biết mức giảm diện tích không gian an toàn của Moscow có thể ít hơn 16%. Ukraine và phương Tây sắp vượt lằn ranh đỏ của Nga. Trong những tháng qua, Ukraine nhiều lần thúc giục Mỹ và các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí do các nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Moscow liên tiếp giành được thắng lợi tại Kharkiv. Washington đã phải thích nghi và điều chỉnh vì cuộc xung đột. Điều này phản ánh lập trường của Mỹ trong việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Nhà Trắng tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev từ tên lửa phòng không vác vai Javelin và Stinger đến hệ thống pháo phản lực HIMARS, xe tăng M1 Abrams. Mỹ cũng bật đèn xanh cho các đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Song các vũ khí có khả năng tấn công tầm xa, điển hình là hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội ATACMS vẫn chưa được Mỹ chấp thuận, chứng tỏ chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn e ngại viễn cảnh căng thẳng leo thang. Điện Kremlin nhiều lần nhắc đến khái niệm lằn ranh đỏ trong cuộc xung đột với Ukraine, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp họ nhận thấy mối đe dọa đối với sự tồn tại của quốc gia. Tính đến hiện tại, Nga chưa đáp trả các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev như từng tuyên bố. Tuy nhiên, trong trường hợp Ukraine vượt qua lằn ranh đỏ, bối cảnh này chưa chắc được duy trì, nhất là sau các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Nikola Pasola, tiến sĩ nghiên cứu ngành chính trị tại Đại học Bologna cho biết, Nga có giới hạn của riêng họ. Tới thời điểm giới hạn này bị phá vỡ, họ sẽ có những động thái đáp trả tương xứng. Về mặt chiến lược, đây có xem là một bước leo thang đáng kể đối với Nga. Nga có thể sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khác nhau. Một trong số các mục tiêu có thể kể đến bao gồm tài sản của Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan, không loại trừ khả năng Moscow tìm cách chứng minh năng lực vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chuyên gia này phân tích, Bộ Ngoại giao Nga ngày 23 tháng 5 tuyên bố Moscow sẽ trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu của Anh nếu Ukraine sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Mattel Hall, phó giám đốc mạng truyền thông Eisenhower, EMN, mối đe dọa này hoàn toàn có thể được áp dụng với Mỹ với điều kiện tương tự. Nga hoàn toàn có khả năng bắn hạ máy bay trinh sát UAV, các phương tiện hậu cần của NATO được cho là đang chở vũ khí và vật liệu vào Ukraine,
ông Ho nhận định. Trước đó hồi tháng 3, ông Ho từng cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc UNSC về nguy cơ xung đột leo thang tiềm tàng trong xung đột Nga-Ukraine. Mối nguy hại hàng đầu là khi vũ khí của phương Tây được dùng để nhắm vào mục tiêu dân sự của Nga. Nếu đó là một ngôi trường, chúng ta sẽ không thể lường trước được phản ứng của Điện Kremlin, chuyên gia này phân tích. Ông tiếp tục, cá nhân tôi không cho rằng Nga sẽ đi xa tới mức tấn công các mục tiêu quân sự của phương Tây bên ngoài Ukraine. Tôi nghĩ đây là dạng leo thang xung đột mà Nga không hề mong muốn. Phương án này đem lại quá ít lợi ích trong khi rủi ro cực lớn. Trên thực tế, chính quyền Moscow đã ngừng sử dụng các cụm từ lằn ranh đỏ và tấn công vào các trung tâm đầu não hồi tháng 9 năm 2023. Jeff Fantut, chuyên gia phân tích tình báo cấp cao tại công ty an ninh Global Guardian, cho biết nếu coi bán đảo Crimea là lằn ranh đỏ của Nga, ranh giới này đã bị vượt qua. Ông lập luận Crimea cũng đang bị tấn công giống như các mục tiêu ở Belgorod, Bryansk, Kursk và nhiều khu vực lân cận khác. Moscow thực sự không thể phủ nhận điều này. Cũng theo ông Fantut, hàng loạt vụ cháy không rõ nguyên nhân đang bùng phát trên khắp các quốc gia NATO mà nhiều ý kiến quy trách nhiệm cho Moscow. Chúng tôi đã thấy Nga luyện tập với vũ khí hạt nhân chiến thuật, khó có khả năng họ sẽ tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào một quốc gia NATO, chuyên gia này nhận xét. Ngoài ra, theo ông Fantut, điều làm lệch cán cân cuộc chiến Nga-Ukraine là bom lượng hạng nặng của Moscow. Chúng rẻ, dồi dào và một khi bom đã thả xuống thì gần như không thể bị bắn hạ. Phương án đánh chặn duy nhất là phá hủy máy bay ném bom trên bầu trời, hoặc tốt hơn cả là ngay từ khi chúng chưa cất cánh. Đây sẽ là lúc mà vũ khí phương Tây phát huy tác dụng, ông Fantut nói. Ông phân tích thêm, Ukraine cần tăng cường tấn công vào những quả bom hiện được bố trí bên trong lãnh thổ Nga. Máy bay chiến đấu có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Theo Roger Hilton, chuyên gia nghiên cứu quốc phòng tại tổ chức tư vấn GLOBSEAC có trụ sở tại Slovakia, quyết định của Mỹ cho phép Ukraine tấn công vào Nga được thúc đẩy bởi tình trạng an ninh mong manh ở Kharkiv, tỉnh đông bắc Ukraine. Nếu Mỹ và NATO không thay đổi chính sách, khả năng Kiev hứng chịu những tổn thất lớn sẽ càng cao, chuyên gia Hilton nói. Chuyên gia này cũng lưu ý việc điều chỉnh chính sách không ảnh hưởng đến cam kết lâu dài của Washington nhằm tránh châm ngòi cho thế chiến thứ ba. Mỹ không có loại vũ khí cụ thể nào có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Finner cho biết, Ukraine không thể chỉ dựa vào một loại vũ khí cụ thể nào để chiến thắng Nga. Thay vào đó, ông cho rằng Ukraine cần một nguồn cung cấp vũ khí ổn định, không bị gián đoạn để có thể duy trì nguồn lực chiến đấu với đối thủ. Theo ông Finner, có ý kiến cho rằng sẽ có một loại vũ khí giúp Ukraine đạt được bước tiến lớn trên tiền tuyến và thay đổi cục diện, thậm chí áp đảo quân đội Nga. Tuy nhiên, quan chức Mỹ khẳng định điều đó sẽ không xảy ra và xung đột Nga-Ukraine không phải như vậy. Ông Finner nói rằng, ông mong muốn Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine đạn pháo và vũ khí phòng không một cách ổn định và đều đặn theo nhu cầu của Kiev. Ông giải thích, nếu có hai thứ mà chúng tôi có thể cung cấp với số lượng lớn cho người Ukraine để cố gắng xoay chuyển tình thế của cuộc chiến này, thì đó sẽ là đạn pháo và tên lửa đánh chặn phòng không. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Mỹ chưa sản xuất đủ lượng vũ khí cần thiết và cho hay Washington đang đẩy mạnh tốc độ và kỳ vọng sẽ có vị thế mạnh hơn vào đầu năm sau. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã trở thành cuộc chiến tiêu hao, nên bên nào có khả năng duy trì nguồn lực cả về vũ khí và nhân lực lâu hơn sẽ có lợi thế lớn. Vào tháng 5, công ty tư vấn Bain & Company ước tính Nga đang sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần so với các đối tác NATO của Ukraine, với chi phí chỉ bằng 1/4 khối liên minh. Nga dự kiến sẽ tân trang hoặc sản xuất tới 4,5 triệu quả đạn pháo trong năm nay. Mỹ, giống như một số đồng minh và đối tác ở châu Âu, đang cố nỗ lực tăng cường đáng kể việc sản xuất đạn pháo, đặc biệt là loại đạn pháo 155mm. Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ sản xuất khoảng 14.000 quả đạn mỗi tháng. Nhưng mục tiêu là nâng con số đó lên 100.000 quả vào năm 2025. Tuy nhiên, kể cả đạt được mục tiêu, con số Mỹ sản xuất vẫn kém xa Nga. Ngoài việc chế tạo thêm đạn pháo, ông Finner nói thêm rằng Mỹ đang triển khai hợp tác sản xuất với Kiev để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và cạnh tranh với khả năng sản xuất của Nga. Ông Finner nhận định, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine về bản chất là cuộc đối đầu giữa hai quân đội có những điểm tương đồng do cả hai bên đều thừa hưởng di sản từ thời Liên Xô.
Chính vì vậy, bên nào duy trì được nhịp độ tấn công sẽ đạt được lợi thế lớn, và Ukraine đang bất lợi trước tiềm lực quân sự mạnh mẽ của Nga trong thời gian qua. Quan chức Mỹ cũng cho rằng, trước đó nhiều ý kiến không đánh giá cao việc sản xuất những vũ khí không quá hiện đại như đạn pháo, mà tập trung vào phát triển vũ khí công nghệ cao. Tuy nhiên, cuộc chiến Nga-Ukraine cho thấy năng lực sản xuất đạn dược mới được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu, kể cả trong bối cảnh tác chiến hiện đại. Trong một diễn biến liên quan, chiến trường Ukraine là thỏi nam châm, thu hút các chiến binh nước ngoài. Sau hơn 2 năm bầm dập, nhiều người đã vỡ mộng hoặc tử trận. Quân đoàn quốc tế Ukraine ra đời năm 2022 là nơi dành cho những người nước ngoài háo hức tham chiến và đối đầu với các lực lượng Nga. Ukraine cho biết có 20.000 người đăng ký, mặc dù các chuyên gia cho rằng 4.000 là con số cao nhất, thực tế hơn. Vào năm 2024, quân đoàn này bị suy yếu sau hơn năm thực tế chiến đấu khắc nghiệt và tỷ lệ thương vong ở mức cực cao ngay cả đối với Ukraine. 3 ngày sau cuộc xung đột với Nga nổ ra năm 2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi những người nước ngoài đến Ukraine tham chiến vì hòa bình và dân chủ. Sau đó, quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine, ILDU, ra đời. Nhiều người cũng đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Ví dụ, bên ngoài Đại sứ quán Ukraine ở Anh, hàng dài người đã xếp hàng để đăng ký tham gia ILDU. ILDU đã kết nạp những tân binh này, một số có kinh nghiệm quân sự, một số thì không. Quân đoàn này đã triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến trong một số trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến, nơi nhiều thành viên của họ thiệt mạng. Carl Larsen, một cựu binh Mỹ từng phục vụ ở Iraq, đã trải qua 3 tháng chiến đấu quanh thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine, vào mùa hè năm 2022, nói rằng động cơ tham gia của các chiến binh rất khác nhau. Nhiều người trong chúng tôi ở đó vì những lý do bảo vệ nền dân chủ, nhưng rất nhiều người khác đến đó vì những mục đích sai trái. Những người nghiện adrenaline, bị kích thích, những người đang tìm kiếm một nơi trú ngụ thay thế, hoặc vì họ gặp vấn đề cá nhân ở quê nhà. Các nghiên cứu từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái của Viện Nghiên cứu An ninh IUSI có trụ sở tại London cũng đưa ra kết luận tương tự. Một số tham gia nhằm đăng tải hình ảnh của họ ở vùng chiến sự chỉ để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo Business Insider, những người tham gia quân đoàn quốc tế ở Ukraine gồm một nhóm hỗn hợp, gồm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, những người tìm kiếm sự nổi tiếng và những người đang tìm cách thể hiện bản thân nhưng hoàn toàn không phù hợp với vai trò quân sự trong vùng chiến sự. Một số người thậm chí không chịu đựng được sau vài tuần tham gia. Ví dụ, một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào tháng 3 năm 2022 đã đánh trúng một căn cứ gần Lviv, đang được sử dụng cho các chiến binh nước ngoài ở Ukraine. Marcos Bocci, phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Webster của Áo và chuyên gia của IUSI, gọi cuộc tấn công là thời điểm bước ngoặt đối với nhiều chiến binh nước ngoài. Ukraine ban đầu cho biết 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã đăng ký tham gia chiến đấu. Chuyên gia Bocci cho rằng con số này là tuyên truyền thuần túy. Vào tháng 1 năm ngoái, tờ Washington Post ước tính con số này có thể lên tới gần 3.000. 4 chuyên gia được liên hệ để thực hiện báo cáo của IUSI trên ước tính quân số ILDU vào tháng 5 năm 2024 là từ 1.000 đến 2.000 người. Nga san bằng nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 6 tháng 6, các lực lượng Nga phá hủy một cơ sở lưu trữ UAV và một bãi phóng UAV của Hải quân Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật UAV, tên lửa và pháo binh Nga phá hủy một kho chứa và một điểm phóng UAV của Hải quân Ukraine. Các cứ điểm triển khai lính nước ngoài cũng như các cụm nhân lực và khí tài của Kiev tại 127 khu vực khắp chiến trường, bộ này tuyên bố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga khiến phía Ukraine chịu thương vong khoảng 140 binh sĩ tại Kharkiv trong ngày qua. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền Bắc Nga cải thiện các vị trí trên tiền tuyến, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho nhiều lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Ukraine hoạt động tại Kharkiv. Các lực lượng Moscow cũng phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm một xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 7 xe cơ giới quân sự, một pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất,
2 pháo tự hành D-20, 3 pháo tự hành D-30. Tại Donetsk, quân Nga hạ khoảng 1.135 binh sĩ và hàng loạt khí tài chủ lực của Ukraine trong ngày qua. Phía Kiev tổn thất nhiều nhất là ở các khu định cư Vernekamenskoy, Zelizavetoka, Kontanitnovka, Kurimov với hơn 640 binh sĩ Ukraine bị hạ. Các khí tài quân sự Ukraine bị Nga phá hủy ở Donetsk gồm xe bọc thép chở quân M113, pháo M198, pháo M777, pháo M-STAR-B do Mỹ sản xuất, pháo D-20, pháo D-30, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel AD, súng chống tăng Rapira, các kho đạn giả chiến, v.v. Trong khi đó, ở diễn biến liên quan, cơ quan tình báo quân sự Ukraine SUR cho biết đã tấn công vào bán đảo Crimea trong đêm 6 tháng 6, phá hủy một tàu kéo lớp Satan thuộc dự án 498 của Nga. Tàu kéo này có vai trò quan trọng đối với Nga giữ nhiệm vụ vận chuyển các thiết bị và vật tư quân sự hạng nặng từ đất liền Nga đến bán đảo Crimea. Một tàu của Nga bị phá hủy tối nay ở Biển Đen, cuộc tấn công hải quân do các đơn vị đặc biệt của HUR thực hiện. Phát ngôn viên HUR Andriy Yusov nói, các tàu lớp Satan thuộc dự án 498 là các tàu kéo cảng, được thiết kế để hỗ trợ các loại tàu biển có trọng tải lớn tại bến cảng, kể cả trong điều kiện băng giá. Các tàu kéo này cũng được trang bị hệ thống chữa cháy. Nga chưa bình luận về thông tin này. Ngày 6 tháng 6, ông Naza Volosy, phát ngôn viên nhóm tác chiến chiến lược Khotysia của quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS để bắn đạn nhiệt áp vào thành phố Chasiya, tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, đạn nhiệt áp phá hủy và đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Và do đó, việc Nga sử dụng những loại vũ khí như vậy ở Chasiya khiến binh sĩ Ukraine không có nơi nào để dàn trận phòng thủ. Các cuộc tấn công của Nga chủ yếu tập trung vào phần phía nam của thành phố Chasiya. Theo hãng tin The Kyiv Independent, mặc dù còn gây tranh cãi nhưng đạn nhiệt áp không bị cấm theo luật pháp quốc tế. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết lực lượng Nga tấn công 5 khu định cư của tỉnh Sumy vào ngày 6 tháng 6. Trong đó, Nga bắn 19 phát đạn và gây ra ít nhất 75 vụ nổ. 5 khu định cư này gồm Junakivka, Bilovlivia, Krasnopilia, Esman, Velika, Pisarika. Ngoài khai hỏa pháo binh, phía Nga còn tấn công phối hợp bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV, súng cối và thả mìn vào các khu định cư trên. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 6 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng tổng số đợt tấn công của Nga dọc toàn tuyến lên tới 69. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin, đối phương tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu tấn công Ukraine theo nhiều hướng, theo Bộ Tổng tham mưu. Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga dùng 20 quả bom dẫn đường tấn công vào các thành phố Volchak, Neskuche và Bilikolodia. Hầu hết các quả bom dẫn đường này được khai hỏa từ tỉnh Belgorod của Nga. Tại Donetsk, các lực lượng Nga tăng cường hoạt động ở thành phố Sevastopol, Liman. Các chiến binh nước ngoài tham chiến ở Ukraine đang vỡ mộng. Chiến trường Ukraine là thỏi nam châm thu hút các chiến binh nước ngoài. Sau hơn 2 năm bầm dập, nhiều người đã vỡ mộng hoặc tử trận. Quân đoàn quốc tế Ukraine ra đời năm 2022 là nơi dành cho những người nước ngoài háo hức tham chiến và đối đầu với các lực lượng Nga. Ukraine cho biết có 20.000 người đăng ký, mặc dù các chuyên gia cho rằng 4.000 là con số cao nhất thực tế hơn. Vào năm 2024, quân đoàn này bị suy yếu sau hơn năm thực tế chiến đấu khắc nghiệt và tỷ lệ thương vong ở mức cực cao ngay cả đối với Ukraine. 3 ngày sau cuộc xung đột với Nga nổ ra năm 2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi những người nước ngoài đến Ukraine tham chiến vì hòa bình và dân chủ. Sau đó, quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine ILDU ra đời. Nhiều người cũng đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Ví dụ, bên ngoài Đại sứ quán Ukraine ở Anh, hàng dài người đã xếp hàng để đăng ký tham gia
ILDU. ILDU đã kết nạp những tân binh này, một số có kinh nghiệm quân sự, một số thì không. Quân đoàn này đã triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến trong một số trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến, nơi nhiều thành viên của họ thiệt mạng. Cole Larson, một cựu chiến binh Mỹ từng phục vụ ở Iraq, đã trải qua 3 tháng chiến đấu quanh thành phố Kharkov, phía đông Ukraine vào mùa hè năm 2022, nói rằng động cơ tham gia của các chiến binh rất khác nhau. Nhiều người trong chúng tôi ở đó là vì những lý do bảo vệ nền dân chủ. Nhưng rất nhiều người khác đến đó vì những mục đích sai trái. Những người nghiện adrenaline bị kích thích. Những người đang tìm kiếm một nơi trú ngụ thay thế hoặc vì họ gặp vấn đề cá nhân ở quê nhà. Các nghiên cứu từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái của Viện Nghiên cứu An ninh RUSI có trụ sở tại London cũng đưa ra kết luận tương tự. Một số tham gia nhằm đăng hình ảnh của họ ở vùng chiến sự chỉ để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo Business Insider, những người tham gia quân đoàn quốc tế ở Ukraine gồm một nhóm hỗn hợp gồm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, những người tìm kiếm sự nổi tiếng và những người đang tìm cách thể hiện bản thân nhưng hoàn toàn không phù hợp với vai trò quân sự trong vùng chiến sự. Một số người thậm chí không chịu được sau vài tuần tham gia. Ví dụ, một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào tháng 3 2022 đã đánh trúng một căn cứ gần Lviv đang được sử dụng cho các chiến binh nước ngoài ở Ukraine. Matt Pochesi, phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Webster Áo và chuyên gia của RUSI, gọi cuộc tấn công là thời điểm bước ngoặt đối với nhiều chiến binh nước ngoài. Ukraine ban đầu cho biết 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã đăng ký tham gia chiến đấu. Chuyên gia Pochesi cho rằng con số này là tuyên truyền thuần túy. Vào tháng 1 năm ngoái, tờ Washington Post ước tính con số này có thể lên tới gần 3.000. Bốn chuyên gia được liên hệ để thực hiện báo cáo của RUSI trên ước tính quân số của ILDU vào tháng 5 2024 là từ 1.000 đến 2.000. Một số chiến binh nước ngoài đã gia nhập những đơn vị khác trong quân đội Ukraine, trong các cơ quan tình báo hoặc trong các đơn vị đặc biệt Ukraine, chẳng hạn như đại đội Chosen tinh nhuệ, một đơn vị trinh sát và tấn công gồm các tình nguyện viên Mỹ và Australia thuộc lữ đoàn cơ giới số 59. Matteo Pugliese, nhà nghiên cứu tại Đại học Barcelona, cho biết cơ quan tình báo Ukraine điều phối các đơn vị tình nguyện viên nước ngoài. Theo ông Pugliese, các chiến binh nước ngoài thường thương vong nhiều hơn binh lính Ukraine trong các hoạt động có mức độ rủi ro cao. Larson, trung đội trưởng của một trung đội gồm lính đánh thuê nước ngoài, thừa nhận nhiều tình nguyện viên nước ngoài, đặc biệt là những người từng chiến đấu ở những nơi như sa mạc Iraq, đã phải vật lộn để thích nghi với địa hình ở Ukraine cũng như vũ khí được sử dụng ở đó. Chúng tôi đã mất nhiều người vì máy bay không người lái, vị chỉ huy trung đội trên nói. Oleksandr Shahuri, người phát ngôn quân đoàn quốc tế trên, cho biết những người tham gia đến từ hơn 100 nước. Đầu năm nay, Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ukraine được gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia. Ông cũng đề xuất luật tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người nước ngoài chiến đấu, cho Ukraine được nhận quyền công dân. Điều đó có thể tạo ra sự hấp dẫn đối với một số tình nguyện viên nước ngoài, chuyên gia Pochesi nói. Ở một số nước, việc chiến đấu vì Ukraine đồng nghĩa với từ bỏ quốc tịch ở quê nhà. Áo, Montenegro, Kosovo và Ấn Độ coi việc tham gia đó là bất hợp pháp. Chuyên gia Pochesi nói, một số người sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hình sự khi trở về nước vì họ đã gia nhập một đơn vị quân sự nước ngoài. Nga, hàng trăm lính Ukraine thiệt mạng tại Kharkiv, Donetsk. Ở tỉnh Kharkiv, quân Nga đã tấn công gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine ở gần thành phố Vodchan và các khu vực định cư Vesel, Harabsky. Cạnh đó, quân Nga cũng ngăn chặn 7 cuộc phản công của Ukraine tại một số khu vực tỉnh này. Hậu quả là Ukraine mất 290 lính, 2 xe tăng cùng một số phương tiện, trang thiết bị quân sự. Ở hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, quân Nga tấn công các lữ đoàn Ukraine
ở gần các khu định cư Stelma Khopka, Novosiolovkoi, Chervonaya, Dibrova và Makhevka ở tỉnh Luhansk, Petropavlovka ở tỉnh Kharkiv, Tokoi và Zampolovka ở tỉnh Donetsk. Tổn thất của quân đội Ukraine tại các khu vực này lên tới 545 lính, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 trạm tác chiến điện tử Nota và 1 số hệ thống pháo. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga cải thiện vị trí chiến đấu, gây thiệt hại cho nhiều lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Zalinyankoi, Olekhovo, Vasilevka, Grigorovka, Kalinina, Zhezhin và Krasnoy. Tổn thất của quân đội Ukraine tại tỉnh này lên tới 230 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo gồm M777, MSTB, D20. Riêng ở hướng thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, quân Nga ngăn chặn 5 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 360 lính cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị quân sự. Tư lệnh Ukraine hy vọng lật ngược tình thế. Ngày 5 tháng 6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết, tình hình trên chiến trường phía đông Ukraine vẫn còn khó khăn, nhưng lực lượng Ukraine có thể biến khó khăn thành lợi thế, tờ Kyiv Independent đưa tin. Sau khi đến thăm mặt trận phía đông, ông Syrsky cho biết, Nga đang tiếp tục tiến công ở thành phố Kurakhov, tỉnh Donetsk, thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, một số khu vực ở tỉnh Kharkiv, bao gồm thành phố Kupiansk. Ở các hướng khác, lực lượng Nga được cho là đang tiếp tục nỗ lực tấn công để kéo dài chiến tuyến, dàn mỏng lực lượng Ukraine. Hôm 10 tháng 5, quân Nga tấn công vào tỉnh Kharkiv, mở thêm mặt trận mới ở đây. Nga được cho là đã tiến được 10 km tính từ biên giới giữa Nga và Ukraine. Tại tỉnh này, Nga đã tiến về phía các làng Helipoke và Lipsy, cũng thành phố Vokchan và khu vực gần thành phố Chasivya, tỉnh Donetsk. Ở Vokchan, nhiệm vụ chính của chúng tôi trong giai đoạn này là cầm chân đối phương, gây tổn thất tối đa và dần dần tiến tới giải phóng lãnh thổ, ông Syrsky nói. Cập nhật chiến sự ngày 5 tháng 6, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết Nga gần như tấn công khắp chiến tuyến, đặc biệt là ở hướng thành phố Kupiansk và Pokrov, theo hãng thông tấn Ukrinform. Tại hướng tỉnh Kharkiv, quân Nga mở 5 cuộc tấn công nhằm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ. Ukraine đã ngăn chặn được 4 cuộc, còn 1 cuộc đang xảy ra ở thành phố Vokchan. Số lính Nga thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công này là 114 người. Ukraine cũng đã phá hủy 1 xe bọc thép, 1 hệ thống pháo, 7 UAV và 4 kho đạn của Nga trong khu vực. Ở hướng Kupiansk, quân Nga tiếp tục gây áp lực lên lực lượng phòng thủ Ukraine, cố gắng cải thiện vị trí của họ tại các khu định cư Zhuzhelyubivka và Chernetchina, những nơi giao tranh đang tiếp diễn. Quân Nga đã mở 12 cuộc tấn công ở hướng Kupiansk, trong đó 10 cuộc đã bị Ukraine ngăn chặn. Hậu quả là có 86 lính Nga thương vong, 3 xe chiến đấu bọc thép của Nga và 1 phương tiện khác của Nga bị phá hủy. Hướng Pokrov hiện tại vẫn là mặt trận nóng nhất. Nga mở 19 cuộc tấn công tích cực nhất ở khu định cư Sokhiv, Ukraine, khiến 354 lính Nga thương vong, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 7 hệ thống pháo binh cùng nhiều thiết bị quân sự của Nga ở hướng này. Theo Bộ Tổng Tham mưu, tình hình các mặt trận còn lại không có chuyển biến đáng chú ý. Ông Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Ukraine phải đối mặt. Trong bài phát biểu thường nhật tối ngày 4 tháng 6, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết dù mới chỉ là đầu tháng 6 nhưng những tuần tới có thể quyết định số phận của cuộc chiến ở Ukraine trong nửa năm còn lại, theo Ukrinform. Chúng tôi thấy những mối đe dọa đang tồn tại, nhà nước phải sẵn sàng ứng phó tương ứng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong từng khía cạnh để mang lại kết quả tốt về cho Ukraine, ông Zelensky nói. Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới sẽ quyết định tình hình trong toàn bộ mùa hè và cũng có thể là cả năm. Các tình hình này bao gồm diễn biến quanh hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine, sự đoàn kết của thế giới liên quan Ukraine, mối quan hệ của Kyiv với Liên minh châu Âu, EU, cục diện chiến tuyến và hoạt động sản xuất trong nước, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Ngoài ra, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Moscow đang tiến lên đều đặn và vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Như The Kyiv Independent đưa tin, các lực lượng Nga từ các khu vực ở các thành phố Bakhmut và Avdiivka đã di chuyển về phía Tây và bây giờ tiến vào hàng chục ngôi làng nhỏ dọc đường hướng tới thành phố Chasiv-Yar, đều ở Donetsk. Ông Zelensky cho biết rằng tình hình ở tỉnh Kharkiv đã ổn định và cảm ơn từng chỉ huy và binh sĩ đã tham gia nỗ lực bảo vệ Kharkiv trước làn sóng đổ bộ của quân Nga mấy ngày qua. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng cho biết đã nhận được báo cáo từ các bộ ngành về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái UAV, nhấn mạnh rằng các khí tài này đã đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây trong lúc phương Tây chậm cung cấp vũ khí cho Kiev. Giữa lúc chúng tôi vẫn đang chờ đợi các đối tác cung cấp pháo binh thì UAV thực sự đã cứu được cả mặt trận, ông Zelensky nói. Nga lập nhiều trạm kiểm soát ở Vovchensk. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Ukraine thiệt hại khủng ở Donetsk, Kharkiv. Nga lập trạm kiểm soát ở Vovchensk, Kharkiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Kiev phải đối mặt. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang, đặc biệt ở hai chiến trường lớn là Donetsk, Kharkiv. Ngày 4 tháng 6, tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv, ông Olesiny Habov nói Nga thành lập các trạm kiểm soát ở thành phố Vovchensk, Kharkiv, theo tờ The Kyiv Independent. Theo ông Sini Habov, các trạm kiểm soát được lực lượng Nga sử dụng để xác định và ghi lại thông tin về người Ukraine ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Ông Sini Habov nói rằng các những người đi qua các trạm này thường bị tra tấn, bạo lực tình dục. Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 4 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Nga tấn công mạnh hơn ở khu vực thành phố Kupiansk thuộc Kharkiv, với 64 cuộc giao chiến được ghi nhận trên tiền tuyến này kể từ sáng sớm cùng ngày. Thành phố Kharkiv tỉnh cùng tên cũng bị quân Nga tấn công dữ dội. Các lực lượng Moscow cũng dội 7 quả bom dẫn đường vào Vovchensk, theo hãng thông tấn Ukrinform. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine và các lực lượng Nga giao tranh dữ dội tại các thành phố chủ lực Kramatorsk, Andriivka, Sloviansk. Trong ngày qua, quân Nga tấn công các địa phương Ukraine bằng nhiều tên lửa dẫn đường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!